bây giờ là tôi là cái người chúa hiền nhất trong hội chị em luôn mẹ ơi. Những cái việc tôi nói sẵn sàng này là biết rồi đó. Rồi. Trời đất ơi. Sao nhả vậy? Ok, lo chào người để mình sẽ đâu mình. Mình là sao đây, chào người trở lại với kênh Channel mình. Mà trước khi xem video còn rồi. Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phản lại. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, lo chào người trở lại cái video là hello mọi người, mình là Sammy Đào đây. Hello. Thì như các bạn thấy được thì hiện tại mình đang ở nhà mới rồi nha. Và lý do là mình không ra clip mấy ngày nay tại vì mình đang kiểu nhà mới và rất là bận luôn. Nên là mình mong các bạn hãy thông cảm cho mình. Và mình sẽ cố gắng làm 100 clip khi mà đã có gọi là xong nhà xong rồi mình sẽ đăng vlog về video nhà mới. Các bạn đừng quên hóng chờ nha. Trời ơi, phòng ai phòng lấy đều khác hết trơn luôn bạn. Đó, thấy không? Đó. Và đặc biệt mình có cái cam mới nè. Nhìn rõ không? Thôi, thôi cao mười đắt tiền luôn nha. Ok, và như các bạn thấy như thumbnail thì hôm nay mình sẽ làm video quay trở về lại quá khứ để xem quay Sammy Đào năm 2019 sẽ như thế nào nè. Tại vì tôi thấy Phong Cần làm video cũng hay đó, cũng so sánh hồi xưa ổng cũng rất là thư sinh đó. Không biết là hồi xưa mình như thế nào ta, mình không nhớ nên bây giờ mình sẽ reaction lại Sammy Đào phiên bản 2019 sẽ như thế nào nha. Ok, let's go. Ô trời ơi, nhớ như ghê luôn á. Đó, video thông đảo của mình, đây là video mình nhớ mà đăng vào năm 2019 và đầu tháng 1 các bạn ơi, đầu tháng 1. Đó, để thông báo Sammy Đào. Không biết hồi xưa giọng mình sao ta, thì đây là hiện tại giống mình nha, không biết hồi xưa sao ta, hơi rung nha. Đây là thông báo về việc mà mình sẽ quay ở kênh này đó, thì như cho mà bạn nào là chưa biết hoặc là bạn đang xem thì cái kênh này thật ra là một kênh phụ của Jim và mình mượn kênh này và sau đó mình đã đổi tên thành Sammy Đào đó, thì đó có lý do là cái kênh này sinh ra đời là kênh này kênh phụ của Jim nha chứ không phải là kênh này của mình nha. Đó. Vậy luôn chào người, vậy chỉ là có mình là Sammy Đào đây và có thể gọi mình là Sammy và mình muốn thông báo một điều thông báo nhỏ 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 đó chính là mình sẽ làm video chính thức tại kênh này. Còn kênh có bạc. Ôi, mình dễ thương vậy. Ôi. Ok, và đây là Simi nên mình sẽ cố gắng làm những video cực kỳ thú vị và cực kỳ bổ ích cho mọi người xem. Vậy thôi. Vậy thôi. Ôi, ôi, nó dễ thương vậy. Trời ơi. Đây, hồi xưa mình chào nè. Các bạn nghe nè. Thôi, chào người, vậy chỉ là có mình là Sammy Đào đây và các bạn. Hello, chào người, chỉ lại kênh chào của mình là Sammy Đào đây. Còn bây giờ mình sẽ chào. Ok luôn mọi người nha, mình là Sammy Đào đây. Đó, hồi xưa mình khá là rụt rè. Nếu bạn không biết là hồi xưa mình không có bạn nhiều và mình chỉ thân có mỗi Sim thôi nên là mình rất là rụt rè. Hồi xưa là đúng kiểu là ngại ngùng gơ luôn á, kiểu ngại luôn á, giọng mình rất là nhỏ luôn, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ luôn. Để xem coi. Đó, đây mình hồi đó mình cũng chưa biết ông Phong Cần like nha. Tôi chỉ biết là ông là người ở trong Hello Team thôi đó. 4 năm trước đó. Video 4 năm trước rồi nha. Đó, mình là fan Sammy Chan đó. No, Sammy đã có shop bán đó, mấy cái thân mày tôi tự vẽ trơn luôn, không ai vẽ nha. Trời ơi, dễ thương không, dễ thương không. Hẹn hò cũng khê. Trời ơi, video gì đó trời. Từ từ để xem coi. Hello, chào người đến trên của mình. Mình là Sam đây, chào người trở lại với kênh Channel. Trời ơi, lúc này lại bắt đầu học. Tại vì hồi mới làm YouTube với bạn thì có nhiều người góp ý là trời ơi, giọng Sammy Đào hiền quá, không ngay nghe đâu, nói phải là gì đó, phải mạnh lên. Hello mọi người, mình là Sammy Đào đây. Đó, phải mạnh lên. Mình, yeah. Và trước khi xem video này, mọi người đừng quên nhớ like, share, subscribe mình và tất cả các thành viên trong Hello Team mình nha. Và mọi người đừng quên share hết video này nha. Ok. Và trở lại vấn đề là mình đang rất là chán rồi ạ. Thề luôn ấy. Sau khi mình học xong ấy thì xong rồi. Hồi đó mình nói chuyện nghe nghe nhạc dữ vậy. Có gì chơi luôn á. Không có gì chơi luôn. Hello. Ui. Hello hello. Ông làm gì vậy? Ui. Hello Sammy. Tôi nè. Gì vậy? Hả hả? À tôi có chuyện nữa các bạn. Xong đập cửa ghế rồi. Ôi xin lỗi. Trời ơi tôi lỡ tay tôi đập kính tôi vô cho nhanh đấy mà. Sau đó tôi có thể làm cái video nó vô chi nhà 4 năm trước Sammy Đào ơi. Trời ơi tôi thôi mà tôi không thấy gì hết trơn luôn á. Trời ơi. Nói chung là mấy bạn cũng đừng quá đánh giá về Sammy Đào 4 năm trước. Mà Sammy Đào 4 năm trước là một cô gái gọi là ngây thơ, chưa biết làm gì hết trơn đó. Nên là cũng không biết nói gì, mà thông cảm nha. Bây giờ tôi nói như xanh như sứa vậy. Hồi đó nói gì không hiểu luôn á. Đó, tính ra mình làm YouTube cũng rồi gọi là 4 năm mấy đó bạn. Ui dài nha, 4 năm mấy rồi mà làm YouTube 4 năm mấy rồi các bạn. Oh my god, trời ơi. Hình như video đầu tiên mình lộ mặt là video đập nút vàng. À, nút bạc. Trời ơi, hồi có tóc đen nè.
Chị ơi, bây giờ tóc màu rồi bạn ơi. Đó, không biết là lúc đó thì mình sẽ như thế nào ta. Hồi đó mình quay phong rất là nhiều nên là được rất nhiều bạn ủng hộ và được 100 cái sub khá là nhanh luôn bạn. Hồi đó mà mới mấy clip là được 100 cái sub là nhanh lắm luôn á. Đó, thì mình thử nha. Để xem qua. Hello mọi người, để chơi của mình là Sammy đây. Wow, mình đã kiện mình đây hả? Hồi nó mặt hiền nha, hồi nó mặt rất hiền luôn. Thôi, mà cái này là hình mình tự vẽ luôn nha. Trời ơi, mình thử nha, mình thử mặt coi giống mình không nha. Ủa, đó là mình mà ta. Giờ già rồi bạn ơi, 4 năm trước còn trẻ. Bây giờ tóc bạc phớ, bớt tóc nó qua màu xanh, màu đỏ, màu tím rồi. Trời ơi. Hello chào mọi người, đến chơi của mình là Sammy đây. Trời ơi, trở lại với kênh channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ... Khui quà cực kỳ to lớn. Trời ơi, bạn thấy không? Hồi đó mình nói chuyện hiền lắm luôn á. Hôm nay mình sẽ khui một cái gọi là cái ủa sao cái này trong suốt vậy? Ủa. Tôi đang bật phông xanh bây giờ, cái này nó trong suốt rồi bạn. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ khui một cái gọi là nút bạc nha mấy bạn. Đó, thì đây là nút bạc nha. Đó, hồi đó mình nói vậy đó. Rất hiền. Ok thì nút bạc của mình là được gửi về vào ngày mấy nhỉ? Mấy nhỉ? Đó, hồi đó nói chuyện, hồi đó mình hiền lắm luôn á. Tại vì hồi đó mình không có nhiều bạn bè, mình chơi mình nhiều á. Nên là hồi đó mình mới vô team mình cũng rất ít nói. Tại vì là mình cũng chưa nói thân với mọi người nên là mình cũng nói chuyện ít thôi các bạn. Bây giờ là tôi là cái người chú hiền nhất trong một chị em luôn các bạn ơi. Những cái việc tôi nói sẵn sàng này là biết rồi đó. Xin lỗi mọi người vì quá nóng nên cho mình nghỉ xíu. Ủa trời ơi, hồi đó dễ thương vậy. Thôi. Trời đất ơi. Ăn cái gì mà nhả vậy? Chị ăn chiếc cây, trời ơi. Đang review rút vàng, alo rút bạc, ăn trái cây, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nhìn cái mặt. Ôi, ôi, trời ơi, con giả nó ta. Trời ơi, sao bị đào ơi. Không có, nó không có sang cái sao bị đào. Sao ơi, sao bị đào 4 năm trước ơi. Mình chỉ muốn nói là sao bị đào ơi, mình ăn, mình có thể che mồm, mình đang ăn, mình dè yeah, đó trời ơi. Mình nghĩ hồi đó là cái việc mà nhè ra vậy rất bình thường, nhưng mà ví dụ mình ăn mình nhè ra thì không sao, nhưng mà mình đang quay cam á, sao bây giờ mình phải nhè, mình phải lấy tay xong mình để gắt đi chứ. Ghê quá bạn ơi, bạn thông cảm cho Sophia 4 năm trước nha. Ôi. Ờ, cái thời mà mình quay mini world bạn, trời cái giọng mình còn kinh khủng chán ở đây. Hình như hồi quay video giọng mình sẽ kiểu ché lên á, còn mình cũng tăng, mình còn làm cho cái giọng mình kiểu mình sẽ nói kiểu mình là Sophia đây, hình như là vậy đúng không? Thử coi. Ok, lo chào người để mình chết đúng không? Mình là sao đây, chào người trở lại với kênh channel mình. Và trước khi xem video còn tôi đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phản lại. Ai chỉ cho làm cái giọng này vậy? Ai chỉ vậy Sammy Đào? Sammy Đào hồi xưa bị ai chỉ đúng không? Trời ơi, cái giọng nghe đúng khó chịu luôn, nói thật luôn. Bây giờ mà mình nghe là cái giọng mình, trời ơi, mình nói thật luôn, nghe nhức đầu cái sợ luôn á. Ôi trời, thu mày tịnh, tôi phải tịnh, tôi quét cây luôn. Mày làm gì đó, mày hình của tôi mà. Cái gì? Cái gì hả? Mày hình, mày tịnh của tôi mà, chứ lại bàn phím PC của tôi. Bây giờ mình cũng sắp 23 tuổi các bạn, nghe cái giọng này chắc mình điếc tai luôn các bạn. Thật sự là hồi xưa mình có quay clip và có số bạn fan bảo là thôi chị hát to thế, chị nghe nghét chói thế, trời ơi nghe khó chịu. Hồi đó mình cứ nghĩ mấy bạn đùa. Thật ra là bạn nói thật. Không hề đùa nha. Bây giờ nghe em đi sợ luôn á, trời ơi, Sophia ơi, trời ơi, ai chỉ cho cái giọng cái tí gớm vậy? Nếu bạn không biết, những YouTuber hồi mà còn xưa, hồi mà 4 năm trước đó, hồi mà 2019-20 thì cái việc mà có intro là một cái gì rất là ngầu các bạn. Nên là thực sự là hồi đó team mình là mỗi người làm cái intro, bạn nào xem lâu rồi thì mới biết là mình có một cái intro. Vào là... Đây. Hồi xưa ở lúc 3 năm trước thì mình có một video chỉ là đánh đàn ở trên video, và lúc mà mình đánh và có rất nhiều bất ngờ kiểu ôi không ngờ chị Sammy Đài biết đánh gọi là đàn luôn gì đó. Đây là video là mình rất là nhớ luôn các bạn. Dễ thương kìa. Pikachu đứng kia mà sao anh lao ầm ầm, hôm nay anh đi đâu, tại sao anh không đón em, tại sao anh cứ mãi luôn cho em leo cây. Này chàng trai ơi, vai anh đeo cặp cu chỉ mà chân anh đi giày ôn chỉ lưng thì la 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 châu già thích cặp cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Em là cô gái còn sắc son, còn đó, nói chung là hồi xưa mình cũng biết đàn, nhưng mà bây giờ các bạn thắc mắc mình biết đàn hay không?
hình như mình có một cây đàn ukulele ở nhà. Chờ một xíu nha, để coi hồi xưa mình đàn bao giờ đàn khác nhau như nào nha. Ok, bây giờ mình phải so sánh chứ đúng không? Ok, để thêm quá đâu sợ đâu. One minute later. Tôi thấy cái đàn của tôi rồi, nhưng mà hồi đó là cái đàn đầu tiên mình mua là màu trắng các bạn ơi, nhưng mà đàn này mình mới mua ở nhà cũ. Đó, đàn mình là đàn màu đen nha. Đó, mình biết bây giờ mình đàn sẽ như thế nào ta. Hồi xưa mình đàn như thế này. Ok, để coi. Nhịp đúng ta. Rồi sai các bạn ơi, từ giờ mình mấy giây mình chỉnh lại nốt nhạc nha. Đó, ok, nhịp mà đúng. Khi mà đánh ukulele mà các bạn nghe nhịp như này nè. Đã đúng nha, ok. Bây giờ mình sẽ đàn lại thử xem quay mình có đàn giống như hồi xưa không nha. Thì bây giờ tại mình mới đàn nên là nghe nó không có được hay như lúc trước lắm. Lúc trước mình cũng không hay lắm. Nói chung là lúc trước đàn cũng hay, bây giờ cũng không biết nữa. Nói chung là sau 4 năm không biết là mình sẽ đàn như thế nào ta. Ok, mình thử nhá. Ok, chúng ta sẽ có hợp âm G hả? Đây. Ok, nhịp nó sẽ như vậy nha. Mong mình sẽ đàn được. Trời ơi, không đàn được quê lắm bạn ơi. Quê lắm. Ôi, cái cam rớt xuống biết. Rồi. Giống hồi xưa cũng cho cái cam xuống như mấy miếng nè. 3, 2, 1. Giữa ngã tư em nhìn theo những làn khói. Pikachu đứng kia mà xe lao ầm ầm. Hôm nay anh đi đâu? Tại sao anh không đón em? Sao anh cứ mãi luôn cho em leo cây? Này chàng trai ơi, vai anh đeo cặp Gucci mà chân anh đi giày Dolce. Lưng thì anh dắt theo đôi Baccaro với áo Baccaro với áo body. Xe thì quay Alpha, tay anh cứ viết ga. Đêm anh đồ mông đá với là đêm anh đồ mông đá với châu già thích chặt cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Em là cô gái còn sắc son, còn anh là liều thuốc bổ. Châu già thích chặt cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Em là trông như gái một con, thế mà anh vẫn thử đồ. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là cục su hào. Cục su hào trồng ở đâu nào? Cục su hào trồng ở Tây Lào. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Khoai tây trồng ở đâu đây? Củ khoai tây trồng em quên mất rồi. Ok, thì đó là bài hát cô gái Gucci và chàng trai Dolce, như là vậy mình không nhớ đúng không, nhưng là chắc là bài hát đó. Ok, và các bạn thấy phiên bản hiện tại, phiên bản 3 năm trước như thế nào nha. Đó, hồi xưa thì mình đàn khá là hay, bây giờ tại mình mới tập lại luôn nên nó khá là dở. Mình chỉ biết đàn ukulele thôi, còn mình có một cây đàn guitar. Đó, hồi xưa mình có khoe, hồi trước mình có khoe bạn ơi, nhưng mà mình chỉ biết đàn nên, nhưng mà mình mong tương lai mình có thể đàn được guitar. Ok, mong là vậy. Ok, các bạn thấy cái bài đánh của mình như thế nào đừng quên comment nha. Ok, tuy nó không có điều lắm nhưng mà mình mới học lại đúng không? Thôi ok vậy nha. Hồi xưa bây giờ chắc khác nhau lắm. Hồi xưa nghe hay, bây giờ hát thì ghê quá. Và dành cho bạn nào không hề biết được về quá khứ của mình, thì hồi đó mình sẽ có một câu chào như thế này đó. Hồi xưa mình chào rất là nhiều luôn. Mình chào chắc là tầm 1-2 năm mỗi bạn, 1-2-3 năm mỗi mình chào với cách này. Đây là cách chào mà hồi xưa của mình nha bạn. Đó là phong cách chào của mình nha. Đây. Ok, đó, chào người trở lại với kênh Chê Đồ Quá Sao Là Sao nè. Tên tên. Và trước khi xem video mình đã quên. Cái câu đó chính là hello chào người trở lại kênh Chê Đồ Quá Sao. Tên tên. Nó chính là từ tên tên, nó là một cái điểm nhấn của cái kênh Sao bạn. Hồi xưa mình có một cái điểm nhấn mình muốn nhấn á, mỗi ai đó chào với kiểu mua nha các bạn. Kêu kêu xin chào các bạn đó, hiểu không? Có shop hay là cái đó là hello cho người đó. Buổi hồi xưa thì sẽ có một cách chào như là cái điểm nhấn, nên mình cũng có là mình sẽ ngồi suy nghĩ là bây giờ mình phải chọn cái từ gì ta. Mua là kêu kêu, còn mình với ai mình là tên tên đó. Hồi xưa mình chào đúng nghĩa như này đâu các bạn. Ok, đó, chào người trở lại với kênh Chê Đồ Quá Sao Là Sao nè. Tên tên và trước khi ok đó, hồi xưa nha đó. Còn bây giờ mình sẽ thử chào theo kiểu phong cách xưa nha. Ok, là mọi người và mình là Sammy Đào đây. Tên tên. Tên tên là cái gì? Tên tên. Hồi xưa chắc kiểu nghĩ vậy dễ thương á, nhưng mà bây giờ không có tên tèn hay ta ta gì các bạn ơi, không còn ta 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 gì hết trơn. Hồi xưa bây giờ là bây giờ các bạn ơi, nên là nói chung là về quá khứ thì mấy bạn nhìn thấy được cái mặt của mình nè. Đó, hồi xưa
cái mặt mình nhìn vẫn còn tóc đen nữa, kiểu dễ thương. Còn bây giờ mình khác quá bạn ơi, đâu quá trời khác luôn. Ok, mình nghĩ là video hôm nay là chắc là đủ rồi bạn. Cái quá khứ nó quá trời là huy hoàng rồi. Rồi ok. Và đó chính là video Sammy Đào từ quá khứ đến hiện tại. Các bạn thấy cái quá trình của mình thay đổi như thế nào, đừng quên của mình nha. Thì Sammy Đào, bạn thích Sammy Đào năm 2019 hay là bạn thích Sammy Đào năm 2023 cũng đừng quên của mình, vì sao biết nha. Nói chung là nhờ cái quá trình này thì mình mới phát hiện ra là mình cũng làm YouTube rất là lâu rồi. Mình làm cũng gọi là gần 4 năm rồi đó ông ta. Sắp 5 năm chứ ta. Ờ cũng sắp 5 năm rồi đó. Nó quảng gì đang rất là dài. Và có rất nhiều người ủng hộ mình từ đó đến bây giờ luôn. Nên mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình mong các bạn cũng sẽ ủng hộ mình với Sammy Đào phiên bản mới hơn nữa là năm 2024. Không biết năm 2024 mình sẽ như thế nào ta. Năm 2023 mình đã như thế này rồi. 24 chắc là nhuộm 7 sắc cầu vồng màu các bạn ơi. Đó, ok. Thì các bạn thích Sammy Đào phiên bản nào nhất đừng quên của mình vì sẽ biết nha. Còn bây giờ tôi mọi người ở clip sau hẹn lại, bye bye. Và mình mong các bạn sẽ ủng hộ cho hai team càng ngày càng nhiều nữa nha. Còn bây giờ tôi mọi người ở clip sau hẹn lại, bye bye. Mình sẽ đàn các bạn bài ủng hộ nha. Đó, mình lâu chưa đàn gì đàn lại bài gì ta không biết đâu. I'm just a little girl's honor. Sao đàn gì vậy? Mình sẽ đàn intro nha. Ngày mình xa nhau mỗi lúc gần hơn.